Đấy là bạn quên được tăng động làm sao mà cứ dắt nó như trâu luôn chưa? Tăng động hả? Ngồi đi. Đặt tên cho cái con bé này là Phục Hiêu. Ê bé đâu? Nó đang chạy tăng động đây. Con gái à? Ờ. Bắt bên này. Nào bắt con người đấy chứ thôi. Đấy thì sao? Hả? Con gái. Đấy, lọ thì chưa nha. Bạn đặt cái quả tên chất như thế, nên là nó cậy đúng rồi. Bạn này là không phải tự ý mà tăng động. Chậm nói. Là nhìn như cái sai vậy? Là người ở đâu Sơn La? Điện Biên à? Hả? Điện Biên à? Ở đây Điện Biên? Ừ, Mường Ảng. Mường Ảng á? Ok, rồi cẩn thận. Bây giờ thả nó ra, Không cần. Không cần nữa. Sợ đi mất, sợ nó chạy mất. Con bao giờ đi với ai? Có hai mẹ con nữa? Hả? Thôi mà, mình xa lắm. Ôi. Đến bật lên đó. Cái nhà mình có là hộ nghèo ở trên đấy không? Hộ nghèo à? Hộ nghèo là gặp cái anh lò thịt trơn rồi nữa. Các bạn này nó thì mệt lắm. Một người ấy mấy người sao? À, ngồi đây nè. Đấy, ngoan chưa? Nhà có một nhà làm nghề gì? Bố tên là gì? Bố bạn này này? Lò Văn Tỉnh. Mình tên là gì? Lò Thị Chín. Và tên của con gái là Lò Thị Diêu. Là tên Thêu mà bà nội lên khai sinh là đi phát âm không đúng là Thêu. À, bà phát âm không đúng như là cái tên này đó. Thầy Thêu. Thầy thầy nhìn gia đình mình thầy rất là mến. Và thầy sẽ cố gắng giúp bên thầy sẽ cố gắng giúp bạn này. Nhá. Tại vì thầy thấy nhà mình nghèo lắm. Mà lại còn hộ nghèo nữa. Hôm nay đi thác có mang sổ hộ nghèo không? Không. Sao mà đi? Thì chị lấy tôi đi ở quá. Thế à? Chị chụp thôi à? Bên đi công nhận của thầy thì hay làm từ thiện, hay tài trợ cho những bạn mà chậm học, chậm, không có điều kiện học tập. Đấy. Và những gia đình nghèo thì bên thầy cũng cố gắng hết đó. Là bình thường ở xã hội bên thầy vẫn làm. Nhưng mà khi mà có những người mà nghèo khổ mà đến đây á, mà có những cái bệnh liên quan đến phần âm thì nó nhắc nhé phần âm nhé và thầy sẽ giải cho. Thì làm sao mà chúng ta phân biệt được âm với trầm? Cái này nó là chuyên ngành rồi, nhưng mà nói mọi người không hiểu đâu. À, có những người trong cuộc người ta mới hiểu, gia đình người ta sẽ tự biết là đấy là do phần âm. Thì thầy cũng giúp bạn này nhá. Nói bệnh bạn ấy có những ngôi sao vong thần này, có thần khí như là cái phong thủy ra đây mình không tốt này, thì bệnh bạn ấy có một cái sao vong thần là bạn ấy không kiểm soát được bản thân. Vâng. Thì bên thầy sẽ cố gắng giúp đỡ. Cảm ơn thầy Diễm. Chào anh. Đấy, nhiều nhà bên thầy sẽ giúp cho xuống tầng 1 để các thầy hướng dẫn, để thầy sẽ giúp cho bạn ấy nhá. Người à. Được anh giúp quẹt không?